Mến chào quý cô chú anh chị gần xa. Hôm nay kênh Hà Phong Bonsai trong hiếu bonsai có đi đến vườn kiển nhà của Khang, địa điểm quen thuộc ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Có review và có báo giá một số loại cây kiển. Rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ ạ. Để em vô em gặp Khang giới thiệu cây cho cô chú anh chị ạ. Rồi chào Khang ơi. Dạ em chào thiếu, mến chào cô chú anh chị. Hôm nay cũng clip thứ hai ha. Dạ đây là clip thứ hai của con. Cô chú anh chị xem ủng hộ giùm con. Rồi vô cây số 1 là cây nào đó? Cây số 1 của con là số hỏi Zalo con là 077654 7872, đó cũng là số Zalo của con. Rồi. Vô cây số 1 là một cây số 1 con là một cặp kiển cổ. Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây rất là đẹp anh cô chú anh chị. Đây là thuộc dạng kiển cổ. Tại chi có đầy đủ hết để khỏi chê. Rồi để tránh mất thời gian em xin dạ em xin báo thông số của chú đi. Dạ hoàng thăng có nói vị trí này là 39. Rồi 39 nha. Dạ rồi đo cái bành cũ rồi, phía dưới còn bao nhiêu. Dạ. Tại cây lớn lớn tiền mình đo gói của chú anh chị. Dạ, bằng cột và hoành cũ của nó là 94. 94 ha. Rồi dạ. Đo cái đường kính mặt bầu của. Đường kính mặt bầu của nó là 60. Rồi đo cái bên kia luôn đi rồi báo ấy, báo giá của chú anh chị. Dạ hoành của nó là 44. Rồi hoành vị trí đó là 44 nha cô chú anh chị. Hào hào đi. Dạ, hào hào của nó là 80. Rồi đường kính mặt bầu cũng bằng với bên kia ha. Dạ. Đo một cây tai phong dưới đây cái cho cô chú anh chị. Đo cái hoành tai phong. Dạ cái hoành tai của nó là 10. 10 cô chú anh chị. Này nó cũng tương đương với nhau mà, cái này kiển cổ rất là già, cái này có trái luôn. Rất là già. Chiều cao là bao nhiêu đi Khang? Chiều cao của nó là 1m8. Tính ra chân chỗ đường mặt chậu ha. Dạ. Đi lên tới đỉnh đó đọc. Đỉnh là 1m8. Rồi. Tán ngang là bao nhiêu một cây đo? Tán ngang của nó là 70. Rồi cây bên kia. Dạ bên đây cũng 70. Rồi 70 luôn. Dạ. Cặp này cũng xin giao lưu. Cặp này cũng xin giao lưu của chú anh chị mình với giá là 14 triệu. Con bao ship 200 cây số. Rút chậu ha. Dạ. Con bao chậu luôn cô chú anh chị mình luôn. Rồi để em mà đo ở cái quay. Đi để cô chú anh chị xem. Đây là cây thứ nhất. Để đều tứ diện nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây. Lên nu cục cục hết. Bên đây là cây thứ hai. Giá vô lưu là 14 triệu ha Khang. Dạ dạ. Dạ em bao ship 200 cây số. Em bao chậu của chú luôn. Rồi. Đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn Khang ơi. Dạ, mã số tiếp theo con cũng là cây sam hạt gạo. Clip trước con có 10 cây giao lưu của chú anh chị mình. Clip này có mấy cây em? Dạ clip này con có 6 cây. Ừ. Muốn giao lưu của chú anh chị luôn. Cũng cảm ơn cô chú anh chị clip dạ. Trước cũng đã ủng hộ ha. Dạ dạ cảm ơn cô chú anh chị chú ủng hộ con. Cây vàng xương rất mẹ nghe cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số luôn Khang. Dạ. Hoành thang của nó đây là 12. Rồi hoành 12. Dạ. Nó hoành cũ của nó luôn là 21. Rồi cái đường kính mặt bầu bao nhiêu để đo thử cái đo tán ngang. Đường kính mặt bầu của nó là 27. Rồi 27. Chiều cao của nó là 30. Tán ngang của nó là 72. Rồi 72 cây giao lưu giá nhiêu em? Dạ cây này con giao lưu cô chú anh chị mình giá là 850k.
con bao ship toàn quốc, bao sống luôn ha em. Dạ, con bao sống luôn. Rồi đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo là mã số 3, cũng là một cây sam hạt gạo. Cây dáng quái quái nha cô chú anh chị, để khỏi chê. Hạt gạo Tân Phú nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số luôn Khang ơi. Dạ. Hoành thân của nó là 10. Rồi 10 hoành thân. Dạ. Chiều cao là 37. Rồi chiều bao cao 7. Tán ngang của nó là 55. Rồi xem dòng cho cô chú anh chị em tham khảo đế. Đế rất nở rất to nha cô chú anh chị, rất đẹp ạ. Rồi cây giá vô luôn nha em. Dạ cây này cũng vô luôn cô chú anh chị mình giá 800k, con bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo là mã số 4, cũng là một cây sam hạt gạo. Cây có hoa nha cô chú anh chị. Dạ, cây này có hoa. Cái này cô chú anh chị đem về chơi Tết rất là ok, bông nó gộ lên rất là đẹp, rất là thơm ạ. À. Rồi cho xin thông số Khang ơi. Hoành thang của nó dưới này là 10. Rồi. Chiều cao là 51. Tán ngang của nó là 70. Rồi. Giá giao lưu em ơi. Dạ cái này cũng giao lưu của chú anh chị mình giá 800k, con bao ship toàn quốc. Cây này trong quá trình vận chuyển nó có bị rớt lá, cô chú anh chị tưới nước rồi nó ra bông, không có mất sức kèm nha cô chú anh chị. Bao sống ha. Dạ, bao sống của chú anh chị luôn. Rồi, đó cây em ơi. Rồi, mã số tiếp theo em ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 5 của lồng cây sam hạt gạo. Dáng khá đẹp nha cô chú anh chị. Xương, dằn xương nhưng cũng khá là mịn. Rồi, xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 12. Rồi hoành 12. Chiều cao của nó là 36. Tán ngang của nó là 63. Rồi giá giao lưu em ơi. Giá số 5 con giao lưu của chú anh chị mình là 750k, con bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo là mã số 6, cũng là một cây sam hạt gạo. Sam lên sam hạt gạo Tân Phú nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số luôn Khang ơi. Cây có một dòng chữ C cũng khá là đẹp ạ. À. Hoành thân của nó là 9. Rồi hoành thân là 9. Chiều cao là 35. Chiều cao 35. Tán ngang của nó là 59. Giá giao lưu em ơi. Dạ cái này cũng giao lưu của chú anh chị giá cũng 750k, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 6 nha. Mã số mấy Khang ơi? Dạ mã này mã số 6 anh. Rồi đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo Khang ơi. Đây là mã số 7 của con, là một cây mai vàng dảo ghim. Cây đế bài khá là đẹp anh cô chú anh chị. Hầu như là đều tứ diện. Dáng trực lắc nhìn cũng khá là đẹp ạ. Rồi cho xin thông số Khang ơi. Hoành thân của nó vị trí là 19. Rồi tính cô chú anh chị 18 thôi. Dạ tính 18. Chiều cao đo tới đỉnh trên luôn. Chiều cao của nó là 97. Rồi chiều cao 97 của chú anh chị ơi. Tán ngang là 73. Cây cho nụ này cô chú anh chị đem về chơi Tết là ngay Tết luôn nha cô chú anh chị. Nó nụ búp búp rất là nhiều à. Cái này một cây mai dảo zin phải không em? Dạ mai dảo zin đây. Rồi giá giao lưu em ơi. Dạ cây này em giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu, con cũng bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Con rút chậu nha. Bỏ bầu ha. Dạ để giải nút anh chị sợ bể chậu. Rồi rồi đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo em ơi. Dạ mã số tiếp theo còn là mã số 8, nụ cây linh sam song hình siêu bông. Mấy cái lũa lũa đó là lũa thép hay sao em? Dạ dạ. Này lũa, này chơi lũa. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ, cây này nó già cây lắm rồi. Này có mặt hoa luôn nghe cô chú anh chị, có hoa cây ra hoa.
Em đo nguyên cái cẩm á, hai 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 thân luôn, thử cái hoành bao nhiêu, đo cái thân đại diện. Ừ. Nguyên cụm của nó là 20. Rồi 20. Kệ có dáng bay nhìn cũng khá là lạ lạ nghe cô chú anh chị. Thân đại diện của nó là 13. Rồi thân đại diện 13. Đo cái cành cành bay từ đây ra đây cao bao nhiêu? Cành bay của nó là 40. Rồi giá giao lưu bao nhiêu em ơi? Dạ, cái này con giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.200.000 đồng, con bao ship toàn quốc. Ship, có ship chậu không em? Dạ con rút chậu, tại chậu này cũ rồi anh. Bể nghe, chậu sành ha. Dạ. Rồi đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo em ơi. Dạ tiếp theo của con là mã số 9, là cây phôi khế găng. Cây rất là già cây nha cô chú anh chị. Rồi xem nha, xem vòng vòng cái nữa. Rồi cho xin thông số em ơi. Quỳnh thân của nó đây là 17. Rồi quanh 17 cô chú anh chị ơi. Cây có cành bay khá là đẹp nha cô chú anh chị. Đường kính mặt bầu là 29. Rồi. Có chiều cao em. Chiều cao là 87. Rồi giá giao lưu nha em ơi. Dạ cái này giao lưu với cô chú anh chị mình cái giá là 400k con bao ship toàn quốc. Khế găng Bình Minh luôn nghe cô chú anh chị. Đến từ nơi xuất xứ ạ. Rồi đổi cây em ơi. Rồi mã tiếp số tiếp theo em ơi. Dạ tiếp theo là mã số 10 cũng là một phôi khế găng nghe cô chú anh chị. Cây có một cái dòng chữ C nhìn rất quái nghe cô chú anh chị. Rất là già rồi. Lên da cóc hết rồi. Dạ cái này già cái lắm cô chú anh chị. Rồi cho xin em số em ơi. Hoành thân của nó tại vị trí này là 22. Rồi vị trí đó 22 cô chú anh chị ơi. Rồi em đo đường kính mặt bầu luôn cái đi. Đường kính mặt bầu là 30. Chiều cao của nó là 42. Cây sống khỏe này cô chú anh chị. Dạ cây đang đâm chồi rất tốt. Đâm chồi rất mạnh. Rồi giá Zalo em ơi. Dạ cây này con cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá 400k con cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo em ơi. Dạ mã số tiếp theo là mã số 11, là một cặp kim thanh mai. Này bán cặp ha. Dạ này em bán cặp. Cây rất là già nghe cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ. Hoành thân với vị trí này là 10. Rồi đó cây bên kia luôn. Dạ. Cây bên đây là 13. 13. Rồi chiều cao một cây rồi là được, hai cây nó cũng bằng bằng nhau. Hai cây bằng nhau, chiều cao của nó là 51. Cây giao lưu giá nhiêu em? Một dạ cặp này cái nhiêu? này, cặp này con giao lưu của chú anh chị mình giá 900k. Bao ship he. Dạ bao ship mà con đóng thùng xốp ship của chú anh chị không có lo gì, cây mình bị gãy nhánh thôi. Rồi đổi cây em ơi. Rồi tiếp luôn khai. Dạ tiếp theo là mã số 12, là một cây khế nhật gin. Cây này của ông cậu con nhượng lên cho con, hôm nay đem lên giao lưu của chú anh chị mình luôn. Cây này già cây lắm. Rất là già được thần chậu ha. Dạ cái này cái nhật gin nha anh, không có ghép. Cây có bồ đề, có dốc thú nhìn rất là quái cô chú anh chị, rất là đẹp ạ. Dạ cây này đang trong quá trình hoàn thiện. Rồi cho xin thông số Dạ em ơi. báo thông số anh luôn. Hoành thân của nó ở vị trí này là 29. Rồi vị trí đó là 29. Dạ. Hoành cũ là bao Dạ, nhiêu hoành cũ của nó là 70. em? Rồi đó đường kính mặt bầu giúp anh. Dạ. Đường kính mặt bầu là 49. Rồi chiều cao luôn em. Chiều cao là 65. Cây này giao lưu giá nhiêu em? Tán ngang của nó là 67. Cây này con giao lưu cô chú anh chị mình giá 4.500.000 đồng. Bao ship Dạ ha. con bao ship toàn quốc. Có ấy có ship chậu không em? Dạ không anh, em rút chậu, tại chậu này nó bị găng rồi. Rồi đổi cây em rồi. Rồi mã số tiếp theo em ơi. Dạ tiếp theo là mã số 14, là một phôi mai vàng.
Cây bồ đề bài cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này em thấy mặt bông chưa em? Dạ thấy mặt bông rồi anh, dạ từ 5 tới 9 cánh anh. Bông đẹp. Thân gót ngọn ha. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành thân nó là 19. Rồi hoành 19 nó tại vị trí đó nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao em. Đường kính mặt bầu của nó là 34. Chiều cao là 52. Rồi giá giao lưu cây luôn em ơi. Dạ, cây này con giao lưu của chú anh chị mình giá 400k. Con bao ship toàn quốc. Bao sống cho cô chú dạ, anh chị luôn ha. Sống cho cô chú anh chị mình 20 ngày. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Dạ tiếp theo là mã số 15 cũng là mã số cuối cùng của con ngày hôm nay. Là một cây càng thăng. Cây rất là già nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị, cây này già cây lắm rồi. Tại lúc con mua của ông cậu chơi cũng lâu mà nó không có lớn. Cái này có lá là lạ, lá đây gì đây, em? Đây này là em ghép quýt anh. Dính đây ha. Dạ dạ, ghép dính. Cây dáng khá là quái nha cô chú anh chị. Cần thăng là thăng quan tiến chức nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ. Hoành của nó là gần 7 mà con báo của chú anh chị mình 6 thôi. Rồi, dạ. Đo cái cũ có bao nhiêu em? Dạ. Cái cũ của nó là 30. Ừ, 30. Cây sống khỏe ha. Dạ cây sống tốt không anh. Tàn bay của nó là 20. Rồi. Giao lưu nhiêu em? Dạ cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 400k. 300. Mỗi 300k chứ. Xin lỗi 300k. Ba phí ship tàu quốc luôn ha. Ba ship tàu quốc luôn. Rồi cuối đi. Dạ cái này cũng là cái cuối cùng kết thúc clip. Con chúc cô chú anh chị có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Thì con xin chào. Rồi rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ Khang nữa nha. Rồi kênh Hà Phong Trung Hiếu cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo ạ. Em xin mến chào.